Kinh thải với cảnh xe máy phóng ngược chiều trên đường, ai gặp cũng né. Tình trạng xe máy đi ngược chiều đang diễn ra khá nhiều. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Đa số là do ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông, nhưng đổ lỗi cho việc tiết kiệm thời gian. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh xe máy đi ngược chiều khiến nhiều người kinh hãi. Tình huống được cho là xảy ra tại một tuyến đường ở Long An. Theo camera hành trình, một tài xế ghi lại, phía trước một người đi xe máy bất chấp đường có giải phân cách cứng, phân chia làn, vẫn thản nhiên chạy ngược chiều, ngay giải phân cách. Nhìn cách chạy không khác gì như chốn công người. Người này lưu thông trên một đoạn khá dài, sau đó mới rẽ trái vào khu dân cư. May mắn không xảy ra tai nạn nào. Hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với an toàn của cộng đồng. Việc đi ngược chiều không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện mà còn tạo ra những tình huống bất ngờ, khó lường cho các phương tiện khác, đặc biệt là trong điều kiện giao thông đông đúc. Tình trạng xe máy đi ngược chiều là một vấn đề nghiêm trọng và cần được giải quyết triệt để, chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và ý thức tự giác của người dân, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại. Ngoài ra, mỗi người tham gia giao thông cần tự nâng cao ý thức, tuân thủ các quy định để bảo vệ an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Việc chấp hành luật giao thông không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà còn là hành động thể hiện sự văn minh, tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng. Các bạn đừng quên để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.